Bạn luôn muốn diện những bộ trang phục bó sát người. Bạn mơ ước có một thân hình gọn gàng thanh thoát. Thế nhưng bụng quan, eo bánh mì làm bạn khó chịu. Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm trang phục tạo dáng định hình Sancom có xuất xứ từ Thụy Sĩ. Quốc Anh và Ngọc Trang xin chào mừng quý vị đã đến với kênh truyền hình mua sắm TV Shopping. Thưa quý vị, người xưa thường có câu nhất dáng nhì ra. Điều đấy để thấy được tầm quan trọng của vóc dáng trong định ngưỡng về thẩm mỹ của xã hội. Và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một sản phẩm hết sức đặc biệt, một phát minh khoa học về lĩnh vực thẩm mỹ và sức khỏe lần đầu tiên xuất hiện trên kênh truyền hình TV Shopping, đó chính là trang phục tạo dáng định hình cao cấp Sancom Ave Vita. Và như quý vị cũng đã biết, Thụy Sĩ là một đất nước nhỏ bé nhưng vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới bởi các phát minh sáng chế, sản phẩm chất lượng cao làm nên thương hiệu của quốc gia Swiss Made. Với xuất xứ Thụy Sĩ, Sancom Ave Vita là một sản phẩm được tổng hòa bởi khoa học thẩm mỹ, y tế và sinh trắc học, mang lại những giá trị tiện ích thực sự khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Ave Vita giúp tối ưu hóa dáng vóc của bạn, tạo ra những đường cong cơ thể một cách tự nhiên và hấp dẫn, giúp bạn dễ dàng giảm được từ 5 cho tới 7cm vòng eo một cách hoàn toàn thoải mái. Thưa quý vị và các bạn, để trải nghiệm sản phẩm này, chúng tôi xin được mời người mẫu Huyền Trang bước ra sân khấu. Và bây giờ trên tay tôi là một chiếc thước đo. Và chúng ta hãy xem là cô người mẫu Huyền Trang của chúng tôi sẽ có số đo là bao nhiêu đây. Và chúng ta sẽ cùng xem vòng eo của cô người mẫu Huyền Trang là bao nhiêu. Vòng eo hiện nay của Huyền Trang là 70. Cô anh xin mời Huyền Trang trở vào sân khấu để trải nghiệm luôn sản phẩm Ave Vita của chúng tôi. Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm trang phục tạo dáng định hình Sancom có xuất xứ từ Thụy Sĩ. Vòng eo của bạn sẽ nhanh chóng giảm được từ 5 đến 7cm sau khi mặc vào. Cơ thể của bạn sẽ trông thon gọn hơn rất nhiều với trang phục tạo dáng định hình Sancom của chúng tôi. Bạn sẽ thoải mái diện những bộ trang phục mà mình yêu thích với một vòng eo gợi cảm mà bạn không thể tin nổi. Chất liệu cao cấp đặc biệt với độ bền rất cao và giúp tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, có thể sử dụng sản phẩm trong nhiều năm, sản phẩm vẫn bền đẹp. Thiết kế sinh trắc học, tạo lực tác động điều chỉnh hỗ trợ đa chiều mô phỏng hoạt động sinh lý của hệ cơ, điều chỉnh các sai lệch vị trí trọng tâm của cơ thể, đường cong sinh lý của cuộc sống, giúp giảm tải lên hệ cơ xương. Và bây giờ Ngọc Trang sẽ mời người mẫu Huyền Trang trở lại sân khấu và đo lại vòng eo của Huyền Trang sau khi đã sử dụng sản phẩm Sancom. Và vòng eo của cô ấy bây giờ là 63 quý vị ạ. Và trước khi sử dụng sản phẩm Ave Vita của chúng tôi thì người mẫu Huyền Trang có số đo vòng eo là 70. Vậy thì cô ấy đã giảm được tới 7cm đấy Ngọc Trang ạ. Wow, thưa quý vị và các bạn, khi mặc sản phẩm này thì Ngọc Trang cũng không nghĩ rằng là nó có thể thon gọn vòng eo của mình đến 7cm. Quả thật là quá bất ngờ. Và Ngọc Trang nghĩ rằng là với tất cả các chị em, không chỉ là những người sau khi sinh đâu, mà tất cả chúng ta đều có thể mặc để có thân hình đẹp và đẹp hơn nữa. Váy này Ngọc Trang đã mua từ rất lâu rồi nhưng mà chưa dám diện, bởi vì là sau khi sinh em bé xong thì cũng hơi mất tự tin một chút về vòng hai của mình. Nhưng mà từ khi biết đến bộ trang phục tạo dáng đến từ Thụy Sĩ này thì Ngọc Trang đã cảm thấy tự tin và ngày hôm nay đã lựa chọn trang phục này để lên hình. Và như quý vị cũng đã thấy là Ngọc Trang bây giờ đã trở về vòng eo như thời con gái là 59cm đấy. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quan sát dáng vẻ của MC Ngọc Trang của chúng tôi. Và nó thực sự hiệu quả phải không nào? Bạn cũng có thể có được một vóc dáng cân đối như vậy nếu quý vị và các bạn sử dụng sản phẩm Ave Vita, sẽ giảm từ 5 cho tới 7cm ngay lập tức. Một mức giảm kỷ lục mà bạn phải ăn kiêng hàng tháng trời, tập gym trong cả năm trời mới có thể có được một thân hình cân đối như vậy. Và đặc biệt là đối với những người phụ nữ sau khi sinh, quả thật đây là một điều mong ước rất là lớn. Nhưng mà với bộ trang phục này thì điều ước đó đã thành hiện thực thưa quý vị. Với một bộ trang phục bó sát người để lộ vòng eo thon gọn và vòng bao quyến rũ với Ave Vita, một sản phẩm thương hiệu tới từ Thụy Sĩ, Ngọc Trang nghĩ rằng đây sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho tất cả các chị em. Thưa quý vị, cũng như nhiều người khác, thẩm mỹ là yếu tố rất quan trọng khi một người phụ nữ quyết định sở hữu các loại trang phục. Tuy nhiên, với các chuyên gia của Sancom tới từ Thụy Sĩ thì chắc chắn quý vị sẽ nhận được nhiều giá trị hơn thế, vì Ave Vita chính là sản phẩm về trang phục đầu tiên trên thế giới vinh dự được nhận bằng sáng chế về khoa học, về sức khỏe, được phát triển bởi tiến sĩ y khoa Sergey Mazurik và đã đăng ký tại 150 quốc gia. Điều thú vị gì đã giúp cho vị tiến sĩ này nhận được bằng sáng chế? Quý vị sẽ được biết ngay sau đây. Một vóc dáng hoàn hảo cân đối sẽ mang lại cho bạn sự tự tin về mặt thẩm mỹ.
Nó còn giúp hạn chế, phòng ngừa nhiều nguy cơ phát sinh các bệnh lý cơ xương khớp. Tuy nhiên, theo thời gian và tiến trình lão hóa của cơ thể kèm theo những tác động không mong muốn của trọng lực như là thừa cân, béo phì, sang chấn, sinh hoạt và hoạt động sai tư thế, điều này sẽ gây các tác động tiêu cực cho hệ cơ xương khớp, mà cụ thể là các tác động làm sai lệch vị trí trọng tâm của cơ thể, thay đổi đường cong sinh lý của cột sống, gây chèn ép thần kinh. Vâng, Sancom Avevita hiểu rõ vấn đề này trên cơ sở khoa học và chứng minh trên thực tế bằng giải pháp của mình. Thiết kế sinh trang học đặc biệt giúp hỗ trợ cơ vùng bụng phục hồi trương lực nhanh chóng theo cách hoàn toàn tự nhiên, điều chỉnh điểm trọng tâm và trục cân bằng của cơ thể, đường cong sinh lý của cột sống để hạn chế tối đa nguy cơ chèn ép và hiện tượng đau mỏi lưng hông, tổn thương khớp háng chậu, những hiện tượng thường gặp của chị em sau quá trình mang thai và sinh nở. Hoàn toàn thoải mái dễ chịu khi sử dụng. Thưa quý vị, giống như rất nhiều các bà mẹ khác sau khi sinh, Ngọc Trang đã sử dụng sản phẩm gen như thế này để có được vóc dáng thon gọn khi mặc các trang phục. Và Ngọc Trang có thể so sánh sản phẩm như thế này và sản phẩm Avevita của chúng ta được không? Khi sử dụng sản phẩm gen thông thường như thế này thì Ngọc Trang cảm thấy thứ nhất là mất nhiều thời gian, thậm chí các bạn còn phải nhờ những người khác để cài những cái nút nhỏ thế này. Thứ hai là về chất liệu. Sản phẩm thông thường rất là nhiều ni lông, gây nên tác dụng không mong muốn về da, bí hơi, làm cho chúng ta khó chịu khi di chuyển. Và có một điều nữa, đó chính là gì Quốc Anh biết không? Đó chính là việc di chuyển sẽ làm cho cái gen bụng này nó bị chệch, chúng ta sẽ không giữ được cái phong dáng của mình. Và còn đối với sản phẩm của Sancom, như quý vị và các bạn cũng đã thấy, có 3 điểm vượt trội. Thứ nhất là về kiểu dáng, rất là ôm gọn. Thứ hai là về chất liệu. Và điều thứ ba đó chính là tiết kiệm thời gian, bởi vì đây là sản phẩm được phát minh dựa trên căn cứ nghiên cứu khoa học. Một sản phẩm với rất nhiều những ưu điểm vượt trội về giá trị thẩm mỹ và sức khỏe được cấp bằng sáng chế trên 150 nước và giờ đây đã có mặt tại Việt Nam. Đừng nghĩ là bạn đã phung phí một số tiền lớn để mua sản phẩm của chúng tôi. Hãy vui vẻ và đón nhận nó, bởi nó sẽ mang lại những tiện ích mà chỉ những người sử dụng mới có thể cảm nhận hết được. Bạn muốn mua một sản phẩm chất lượng, có lợi cho sức khỏe và dùng lâu bền nhưng giá thành hợp lý, hay mua một sản phẩm rẻ tiền nhưng kém chất lượng và có tác động xấu tới sức khỏe của bạn? Hãy mua sản phẩm Avevita của chúng tôi, bạn sẽ thấy số tiền mình bỏ ra thật sự rất xứng đáng với danh tiếng của một thương hiệu quốc tế toàn cầu. Hãy nhớ mua đúng sản phẩm này qua TV Shopping của chúng tôi, bởi những dòng sản phẩm này trên thị trường có rất nhiều nhưng bạn sẽ rất khó lòng mua được sản phẩm chính hãng với thương hiệu Avevita và có mức giá rất hấp dẫn. Hãy gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại quen thuộc, đó là 0462 858585 và 0902200999 để được đặt mua sản phẩm hoặc xem sản phẩm trực tiếp tại showroom của TV Shopping tại địa chỉ 2B Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.